Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nuôi Artemia sinh khói không dùng tảo cũng không dùng cám, rất đơn giản mà lại không tốn kém luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ cách ấp, cách cho ăn cho đến là cách vệ sinh hồ Artemia sinh khói ha. Và các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh nhớ ấn subscribe để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của bọn mình nha. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái công thức để nuôi Artemia sinh khói này. Thì mình sẽ dùng 1 kg muối, 1 kg muối mình pha với 20 lít nước. Với cái công thức này thì sau khi Artemia lớn nó sẽ đẻ ra con. Còn bạn nào mà muốn Artemia lớn nó đẻ ra trứng thì các bạn sẽ hòa 1 kg muối này với 10 lít nước thôi nha các bạn. Rồi đây là một cái thùng nước mà mình đã để sẵn 20 lít nước vào đây, và mình để sủi sẵn như thế này, sủi cũng nó cũng sủi nhẹ nhẹ như các bạn. Rồi mình sẽ cho 1 kg muối vào 20 lít nước ha. Sau khi mà muối nó hòa tan với nước hết rồi á, các bạn sẽ cho Artemia vào. Và mình sẽ cho Artemia vào, cái loại này là Artemia Mỹ ha các bạn. Mình đã thử Artemia Trung Quốc nhiều lần rồi nhưng mà nó không có thành công, nên là mình chỉ dùng cái của Mỹ như thế này. Mình sẽ cho vào 3 muỗng khoảng bao nhiêu đây các bạn, cho vào đây 3 muỗng. Mình cho cái Artemia này cho cái trứng nó trực tiếp vào trong cái nước này luôn. Bởi vì mình cũng có thử qua cái cách mà ấp Artemia trước rồi mới thả con vào đây, mới thả con Artemia vào đây á, thì mình thấy nó không có năng suất bằng so với mình để cái trứng Artemia trực tiếp vô nước như thế này. Thì mình thấy nó sẽ tỷ lệ thành công nó cao hơn, nên là mình dùng cách này thôi các bạn. Các bạn sẽ để sủi nhẹ nhẹ như thế này, và sau một ngày thì trứng Artemia nó sẽ nở, nó sẽ có mấy cái vỏ trứng đó, nó sẽ bám lên đây, thì lúc đó các bạn sẽ vệ sinh trên đây nó cũng rất là dễ dàng. Qua ngày thứ hai thì các bạn sẽ bắt đầu cho Artemia ăn, thì các bạn sẽ cho ăn bằng nước vo gạo mỗi ngày đều đặn. Hôm nay là ngày thứ nhất thì trứng nó đã nở hết trơn rồi các bạn. Lẽ ra là nó đã nở từ sáng rồi, nhưng mà mình quay không có được rõ nên bây giờ mình quay buổi tối thì dễ nhìn hơn. Các bạn thấy mấy cái con nó đang bơi nè. Đó, nó kiểu vậy đó. Đó các bạn thấy không? Quá trời luôn. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Mình bắt đầu cho ăn nước vo gạo ha các bạn. Các bạn vẫn chú ý là để sủi nó nhẹ nhẹ như thế này thôi nha, đừng có để mạnh quá thì nó sẽ chết Artemia. Và các bạn sẽ cho ngày đầu tiên cho ăn thì các bạn cho ăn lượng nhỏ nhỏ thôi, cho ít thôi, đừng có cho nhiều quá, nước nó sẽ bị đục, tại vì cái con Artemia con đó, nó cũng chưa có ăn nhiều lắm, nên là các bạn cho nó ăn ít thôi như thế này. Và các bạn sẽ cho nó tăng dần theo mỗi ngày theo cái thể trạng của con Artemia, nó càng ngày càng bự nó sẽ ăn nhiều, thì các bạn sẽ cho ăn nhiều hơn. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi các bạn, và cái hồ nó sẽ trở nên đục từ nó đang trong vắt gì đó mà nó trở nên đục như vậy là do mấy con Artemia nó lột vỏ ra để nó phát triển đó các bạn, nó sẽ có lột vỏ để nó mau lớn hơn đó. Nước nó sẽ đục như thế này, nên là các bạn có nuôi thì các bạn thấy nước mà nó trở nên đục là do nó đang lột vỏ thôi, chứ không phải là do nó bị ô nhiễm hay gì đâu, nên các bạn đừng có lo lắng việc này ha. Và
cứ khoảng nó bị đục như vậy khoảng tầm 2 ngày thì nó sẽ hết và nó trông lại dần dần đó, và sau khi nó trông lại các bạn sẽ thấy nó lớn hẳn luôn đó, quá trời luôn nè các bạn. Cái này mình quay vào buổi tối nên là phải gọi đèn cho thấy đó, quá chừng luôn. Nó đang phát triển rất là tốt đó các bạn. Các bạn thấy là ở trên cái thành hồ là nó có bám rất là nhiều vỏ Artemia. Là các bạn sẽ dùng cái muỗng như thế này, các bạn kéo để hớt vỏ đi, vệ sinh cái thùng Artemia cho nó sạch ha. Đó, các bạn sẽ hớt vỏ như vậy ha. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 13 kể từ ngày Artemia nở. Thì các bạn thấy mấy con Artemia bữa nay nó to rồi, các bạn có thể cho cá ăn được rồi đó các bạn. Các bạn nào mà muốn cho cá lớn ăn á, thì các bạn nuôi nó thêm to hơn một tí ha, tầm 8mm á. Còn bây giờ thì mình cho cá nhỏ ăn cỡ kích thước này là cũng được rồi đó các bạn. Nó quá trời luôn nè. Và cũng đều đặn mỗi ngày mình cho Artemia ăn bằng nước vo gạo nha các bạn. Nước vo gạo thôi là nó cũng lớn khỏe như thế này. Rất là nhiều luôn, nó bu ở nơi có ánh sáng mà. Ngon quá trời luôn. Rồi một chút nữa mình sẽ vớt Artemia ra cho cá ăn. Các bạn theo dõi cách cho cá ăn như thế nào nha. Đây mình sẽ múc nó lên cho các bạn coi rõ hơn ha. Nó rất là nhiều luôn á các bạn. Nó cũng to lắm rồi đó. Cái này nó cũng dễ nuôi lắm các bạn. Các bạn cứ làm theo đúng cái công thức như vậy là các bạn sẽ nuôi thành công thôi. Nhiều lắm luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ múc Artemia cho cá nó ăn. Các bạn theo dõi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cho vớt Artemia cho cá ăn nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị một cái ca nước sạch như thế này. Ca nước càng nhiều nước thì càng tốt nha. Mình có cái ca cỡ này thôi. Rồi mình sẽ vớt Artemia. Vớt ở nơi này nó rất là nhiều luôn nè. Nó lên nhiều quá. Bỏ lên vớt. Rồi mình sẽ trụng vô nước này để mình rửa cho bớt nó ra cái bớt muối nha các bạn. Để rửa Artemia cho nó bớt muối để mình cho cá ăn nó không bị sụn sình bụng. Các bạn nhớ là có phải qua cái bước rửa như thế này chứ các bạn đừng có cho ăn múc lên rồi cho ăn trực tiếp là không nên nha các bạn. Cá nó chết hết. Mình sẽ dạo vậy rồi mình sẽ đem vào cho cá nó ăn. Cũng rất là đơn giản luôn. Đây. Sau khi rửa. Và đây là cái bầy cá con thập mỹ nhân gần 1 tháng nè. Mình sẽ bắt đầu cho nó ăn Artemia thử cho các bạn xem nha. Rồi các bạn coi. Đó, bạn nhúng như vậy thôi là nó sẽ bay lên nó ăn. Mấy cá con thì nó cũng rất là thích ăn Artemia nha các bạn. Và nuôi cá con bằng Artemia này thì nó cũng mau lớn lắm đó các bạn. Đó, các bạn thấy. Nếu bạn nào mà có nuôi cá con đó thì nên làm nuôi Artemia như thế này cho cá nó ăn sẽ rất là hiệu quả, cá nó nhanh lớn lắm. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 19 kể từ ngày Artemia nở. Thì như các bạn thấy mấy con Artemia hôm nay nó lớn rõ rồi các bạn. Các bạn có thể vớt cho cá lớn ăn được rồi đó. Nè các bạn coi.
rất là rõ luôn. Rồi các bạn sẽ tiếp tục nuôi đến khoảng 25-26 là cái giai đoạn mà sinh sản của Artemia, và chúng nó sẽ đẻ ra con. Các bạn sẽ vớt bớt mấy con Artemia lớn đi để cho nó có đủ cái môi trường cho mấy cái con nhỏ nó phát triển lên. Rồi các bạn cũng nuôi bằng nước vo gạo chứ không có gì khác hết các bạn, nó rất là đơn giản luôn, cái này nó rất là dễ nuôi. Hôm nay cái hồ nó rất là dơ rồi các bạn, và bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh hồ cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy một cái ống nhỏ như thế này, các bạn vô nước thôi, cho nó đầy hai đầu ống. Xong rồi các bạn sẽ thả vô cái thùng này nè, các bạn thả ở đáy thùng á, các bạn sẽ hút ba cái cặn đó. Các bạn hút mấy cái cặn ha, hút bớt vào. Cái này cũng có thể hút kiểu này có thể coi dính mấy cái con Artemia vào á, thì một chút nữa các bạn sẽ lượt hớt nó lại cũng không có sao nha các bạn, nó cũng không có vô được nhiều đâu, mà các bạn hút thì nó được sạch cái thùng đó. Chúng ta vệ sinh bằng cách này ha. Và đây là cái nước mà mình vừa cái hút ra nè các bạn. Mình chờ khoảng 2 phút cho nó lắng xuống để mình vay lại cho các bạn xem nè. Ở dưới nó lắng lại rất là dơ ở dưới luôn, còn ở trên thì vẫn còn vương vấn mấy cái con Artemia, nó vẫn còn sót ha. Nên là mình sẽ múc lại vô cái hồ để cho chúng nuôi tiếp. Rồi cái nước này các bạn sẽ bỏ đi ha. Rồi sau khi mà hút nước ra thì cái lượng nước nó bị giảm. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu là bổ sung lượng nước ha. Mấy bạn cho lại, nãy mình hút qua khoảng 1 lít đó, thì giờ mình bỏ vô lại khoảng 1 lít nước, với lại mình hòa với 50 gram muối ha các bạn. Và cho nó tan ra, xong rồi mình sẽ đổ ngược lại cái hồ để nó đảm bảo đủ cái lượng nước cho Artemia nó sống mấy bạn. Vậy là các bạn đã xong cái quá trình mà vệ sinh hồ á. Cái quá trình mà nuôi Artemia sinh khói này thì đến đây là nó coi như là gần như là kết thúc rồi các bạn. Các bạn nào mà có thắc mắc gì thì comment bên dưới giùm mình ha. Các bạn nhớ ấn like và subscribe ủng hộ kênh giùm bọn mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn.